Rồi, xin chào tất cả mọi người. Cái tháng tháng 3, tháng 4 này là cái mùa bơ, bơ rất là nhiều. Mà chúng ta biết là bơ thì chúng ta làm được rất là nhiều món, đặc biệt là sinh tố bơ hoặc là bơ dầm thì ăn rất là bổ dưỡng. Nhưng mà còn một cách nữa để chúng ta dự trữ bơ trong tủ lạnh mà chúng ta ăn cũng rất là ngon vào mùa hè, đó là món sinh tố bơ. Thì đáng lý mình không có làm món này đâu, nhưng mà tại vì sáng hôm nay mình đi chợ mình mua được cái mít này rất là thơm, cho nên mình sẽ làm cái món mà tuổi thơ dữ dội của mình đã ăn rất là nhiều đây, món sinh tố bơ nha. Mình sẽ chuẩn bị hai quả bơ này, hai quả bơ này là tầm khoảng 400 gram. Mình sẽ chuẩn bị một vài muối mít này, ở đây mình chuẩn bị khoảng 10 muối mít này. Mình sẽ chuẩn bị một bịch sữa tươi này 220 ml. Mình sẽ chuẩn bị thêm sữa đặc này, sữa ông thọ này, và đặc biệt là mình phải có thêm một ít bột bắp để mình làm cái nước sơ, nước dùng đó, cái nước mà chúng ta sẽ chớ vào sinh tố bơ á. Như vậy thì cái phần bơ này chúng ta sẽ thái hạt lựu này, mít này chúng ta cũng thái hạt lựu này, và sữa này chúng ta sẽ đem đi nấu thành dung dịch sệt để lát nữa chúng ta chế cái hỗn hợp này lại và chúng ta bỏ vào ngăn đông thì chúng ta sẽ có món sinh tố bơ hay là kem bơ đó. À, bây giờ nước khi nấu lên thì còn phải có thời gian để cho nó nguội, cho nên chúng ta sẽ chuẩn bị cái nước trước. Rồi, đầu tiên chúng ta bắc son lên bếp, chúng ta cho lửa lên, chúng ta cho vào đây khoảng 300 ml nước lọc này. Đấy, 300 ml nước lọc nha. Sau đó chúng ta sẽ cho đường và sữa đặc vào. Rồi, nước bắt đầu sôi lên rồi, chúng ta cho vào đây là 3 muỗng canh sữa đặc ông thọ nha. Cái muỗng canh là cái muỗng mà nó to hơn muỗng cà phê một xíu á, chứ các bạn đừng có nói cái muỗng canh mà lấy cái vá múc canh nha. Đấy, chúng ta cho vào đây 3 muỗng. Chúng ta làm cái món này á thì hơi ngọt một tí thì ăn nó mới ngon, nó mới đậm đà. Rồi, bắt đầu sôi lăn tăn lên rồi, chúng ta hạ lửa xuống nè. Chúng ta cho vào đây một muỗng canh đường, vừa có đường vừa có sữa thì cái vị ngọt nó mới đặc trưng. Rồi, chúng ta để cho sôi lên nè. Mình thấy là nó hơi nhạt cho nên mình sẽ cho thêm đường và một muỗng đường và một muỗng sữa ông thọ nữa. Nó phải ngọt thì ăn cái sinh tố mình khi mà lấy từ trong tủ lạnh ra nó mới đậm đà được. Chứ các bạn đừng có làm lạt thì khi ăn nó sẽ không có thấy ngon đâu. Và chúng ta sẽ cho vào đây một chút xíu muối. Nhớ là chỉ cho một chút xíu thôi nha, để cho nó đậm đà đó. Rồi, chúng ta lại nếm lại cho vị nó vừa. Rồi, thấy cái sau khi mà cái vị nó vừa rồi thì bây giờ chúng ta sẽ cho sữa tươi vào để cho nó thơm đó. Sữa tươi TH này chúng ta cho vào đây. Ta bật bếp trở lại cho nó sôi trở lại. Rồi, sau khi mà nó sôi trở lại á thì trong lúc mà chờ nó sôi trở lại thì chúng ta chuẩn bị cái phần bột bắp này. Đấy, chúng ta sẽ cho một ít nước lạnh. Nước không có sôi á, chúng ta sẽ cho vào cái phần bột bắp này. Và chúng ta sẽ khuấy cái phần bột bắp này lên. Đấy, lát nữa chúng ta sẽ cho cái phần bột bắp này vào trong cái nồi này luôn để nó tạo thành cái hỗn hợp mà hơi sệt thôi, đừng có sệt quá. Sệt quá thì khi mình ăn kem nó sẽ rất là cứng. Đấy, chúng ta khuấy đều lên, chờ nước sôi lên là cái hỗn hợp sữa sôi lên là chúng ta cho vào. Chúng ta thấy nó bắt đầu sôi lăn tăn lên rồi này. Rồi, sôi lên rồi, chúng ta tắt bếp để cái hơi nóng này và chúng ta sẽ cho cái bột bắp này vào. Chúng ta cho từ từ vào.
Rồi bây giờ chúng ta đã được hỗn hợp hơi sệt này. Bây giờ chúng ta tắt bếp và chúng ta sẽ để cho cái hỗn hợp này nguội và chúng ta bắt đầu đi chuẩn bị bơ và mít nha. Đấy, tạo thành cái hỗn hợp hơi sệt này các bạn. Hơi sệt thôi nha. Chứ không có đặc biệt đâu. Đấy. Rồi đến cái phần bơ và phần mít này thì mình sẽ tiến hành thái hạt lựu nha. Cả bơ và mít luôn. Để mình trộn hai cái hỗn hợp này lại với nhau. Đấy, đối với phần mít thì mình sẽ bỏ cái phần hạt ở bên trong đi. Đó. Còn hạt mít này thì chúng ta có thể đem nấu cũng được đấy. Đấy. Chúng ta sẽ thái nó ra. Đấy. Và cứ như vậy chúng ta sẽ thái hết cái phần để mít này. Như vậy là mình đã xong cái phần mít rồi. Đây, mình đã chuẩn bị được đây. Một đĩa hạt mít, hạt lựu mít. Bây giờ mình sẽ tiến hành tới bơ. Bơ thì mình sẽ gọt vỏ đi. Đấy, mình mua được cái bơ này thì không phải là bơ sáp, nhưng mà nó cũng rất là ngon. Cái vỏ nó rất là mỏng. Đấy, chúng ta lột cái phần vỏ và chúng ta cũng tiến hành là thái hạt lựu thôi. Là dễ dàng. Đấy. Rồi. Bơ thì nó có một cái hạt ở phía bên trong, cho nên chúng ta sẽ chỉ nó ra để chúng ta lấy cái phần hạt này ra. Rồi tắt nó ra. Đấy. Chúng ta bỏ cái phần hạt bên trong này đi. Rồi và chúng ta sẽ tiến hành thái hạt lựu với phần bơ này. Cái này là nếu mà mua được bơ sáp á, thì nó sẽ dẻo và ngon hơn rất là nhiều so với cái bơ này. Hey, xin chào các em nha. Nhớ đăng ký ủng hộ kênh của thầy em nhé. Như vậy là mình cũng đã chuẩn bị xong cái phần bơ hạt lựu này rồi. Đấy. Rồi. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị những cái túi bóng nhỏ để mà mình cho bơ vào này nha. Mình sẽ cho bơ và mít vào, sau đó mình sẽ chớ cái hỗn hợp mà lúc nãy mình nấu. Đây, cái bì mình chuẩn bị đáng lý nó to hơn một chút thì nó mới dễ, nhưng mà mình mua không có nên mình chuẩn bị bì nhỏ thế này. Như mình đã nói thì cái bì của mình nó hơi nhỏ, ở đây mua không có cái bì lớn hơn, người ta hết rồi. Đấy, đầu tiên mình sẽ cho những cái hạt bơ vào, mình sẽ lắc cho nó xuống này, sau đó mình sẽ cho mít vào này. Đấy. Khi mà mình ăn á thì nó sẽ có cái dẻo của bơ, rồi mình lại ăn được cái mùi thơm của mít nữa, rất là thích luôn. Đấy, rồi chúng ta lại tiếp tục cho mít vào. Đấy, chúng ta cho mít vào. Rồi chúng ta lại tiếp tục cho bơ vào. Đấy, khi nào nó gần đầy cái bì thì mới thôi. Hơi tốn công một chút nhưng mà khi ăn thì rất là thơm mộng luôn, giống như chúng ta ăn cây kem thơm lừng luôn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cho cái nước lúc nãy chúng ta để nguội rồi đây, nước sữa đó. Đấy, chúng ta sẽ cho vào, đầu tiên cho vào một ít, sau đó chúng ta sẽ lắc lắc để nó chảy xuống ở phía dưới, không là nó không xuống được phía dưới này. Đấy, chảy xuống phía dưới, sau đó chúng ta lại tiếp tục cho thêm một ít vào nữa. Rồi vừa đầy, chúng ta sẽ lắc để cho nó xuống phía dưới này nữa nha. Nó không xuống là chừng chúng ta ăn không có ngon đâu, nó bị xốp á. Rồi bây giờ chúng ta sẽ dùng một cái dây xu và chúng ta sẽ cột cái bì này lại. Đó. Rồi chúng ta cột thật chặt vào nha. Đấy, và chúng ta đã thu hoạch được cái túi kem bơ rồi. Đấy, chúng ta đặt vào đây, chúng ta tiếp tục làm cho đến hết nha. Như vậy là món sinh tố kem bơ của mình đã xong. Bây giờ chúng ta chỉ việc đem bỏ vào ngăn đông của tủ lạnh và sau một ngày là chúng ta có thể thưởng thức được. Như vậy cái món này thì cực kỳ ngon, vừa có vị dẻo của bơ, thơm của mít, ngon cực kỳ luôn, ngọt nữa. Ngon lắm nghe.
Rồi, chúc các bạn thành công nha. Hãy nhớ đăng ký vào kênh để nhận những video về những cái món ăn hàng ngày trong gia đình mình tiếp theo nha.